Alo. Chúng ta đang đến với trận thi đấu thứ tư của C đấu thứ hai. Và kịch bản đang không như mong đợi. Kịch bản là trận thứ tư thì bên phía Thái Bình quân phải đẹp hơn. Nhưng trận này thì là quân 1-8 và 1-10 và 1-8 cho Thái Bình, 1-10 cho Hà Nội. Một AC và một Pho sẽ đối đầu với một Minoan và một AC. AC của Boy Bướng Bỉnh. Vâng, nhà được. Nhà này thậm chí đánh chém. AC chém được, không vấn đề gì. Vâng, đấy là tôi nói là thậm chí thôi. Còn vàng vàng kia cũng được. Chủ yếu là ông Phô đánh gì? Phô đánh chắc nhà thì AC đánh chém hoặc là dâng Nga dâng Yếc cũng các kiểu cũng được. Nhưng mà cái map la này thì sẽ ưu tiên một nhà đánh chém hơn so với việc cả hai nhà cùng đánh cung. Một cái đê chắn sóng từ nhà, vâng, từ nhà của Tuti sang nhà của Văn Lớp. Một bãi quả tươi. Đồ thì là đã đủ nhưng mà sẽ phải đánh nhiều dần. Một bài đánh 25-26 dân của AC ép đời vẫn tươi một cái bài như thế này. Đây là một cánh rừng đẹp. Một cánh rừng già cực đẹp. Con đê đó thì chắc chắn kín. Theo kinh nghiệm, vâng. Có, ôi dồi ôi, kín không? Một BB không chưa kín, một BB chưa kín. Vâng, một có thể nói rằng là một con đê này sẽ là yếu điểm nhưng rất may. Con đê này là con đê đi từ nhà của Van Lớp sang. Nếu mà bị đục vào thì Van Lớp có lẽ là sẽ biết và báo cho Tuti được. Một bài 25 dân và vẫn ép sớm của AC được. Vâng, dưới tay ép đời của Tuti. Tuti cũng là một trong những game thủ đánh cung RAC cực cứng. 23 dân cho Phô, một bài đánh chém có khỏe không? Được 31% rồi. Như vậy là đây sẽ không phải là một bài đột biến cho lắm. Vâng, timeline thì 23 và 23 dân đến từ Van Lớp và 25 dân đến từ game thủ Tuti. Một bài không đột biến. Sang 10 mất rồi, 23 dân của Phô. Đây là BM và đây là BL. Đường gỗ đầu là cực gần. Cặp đôi đến từ Hà Nội lên đời sớm. Vâng, xong giò chưa anh? Một tên là bò hơi tù được rồi. Vẫn sẽ có thể bị chọc xuyên. Theo tôi nghĩ là như vậy. Và nước đang khung dần cái khu vực. Đây là vâng, đây là cái gì thì nó hơi mang cái tính nhạy cảm.
Ôi không chơi được, không chơi được. Vẫn còn hai voi, đây là một bài lùa voi về muộn chăng? Thứ nhất là có thể một bài tìm thấy voi muộn, và thứ hai là một bài lực quá khỏe của game thủ cầm phô. Vâng, phô đánh cung R với một bài nhoe nhoét, một bài phải đóng A dâng lên. Trong khi đó thì Minoan sẽ đánh chém đến từ Việt. Minoan đã làm được một dân của Van Lớp rồi. Tơn chém đầu tiên, Van Lớp vẫn như vậy, vẫn thường chết giỏ. Cái khả năng yếu điểm của Van Lớp chính là cái khả năng điều giỏ. Chém đã vắt ra, trong khi đó thì mới chỉ có hai nhà A, ba nhà A rồi. Còn dân không? Én là rất nhanh. Một bài nhà cửa không có rừng cho Hưng Nhổn đánh cung, nhưng anh vẫn cứ đánh. Đánh theo một cái bài ăn hoang sóc cùng R. Đây là một khu vực ăn gỗ. Có lọt không? Chờ chờ, chờ người nơi ấy. Vâng, chờ, chờ cho ăn xong cây gỗ thì ta lao vào. Đây là Việt. 1E, 2E, kín. Sập con ngựa gió trước. Hai mươi tám trên 68, đó là tham lai ở thời điểm hiện tại. Phô đánh chém, đây là, ôi lọt vàng rồi, hơi đáng tiếc. Một tuần lọt vàng đáng tiếc của game thủ Van Lớp. Vâng, Hưng Nhổn tích được cung R là khá tốt rồi. Van Lớp yếu. Tuti 43 trên 80 AC. Đang sang cứu Van Lớp một tơn. Tuti như tôi đã nói là một trong game thủ đánh cung R AC rất cứng. Ở team Hà Nội thì thậm chí là chuồn chuồn đánh AC cũng tốt. Vâng, tham lai của Tuti đang vâng một mình một vạch. Vòng là cực to. Một bài chắc nhà duy nhất chăng? Tham lai, không xem tham lai. Nhà của Hưng thì không, Hưng gần như là không có nhà. Cho nên cái việc cần thiết đó chính là đánh bung nhà của Việt. Đánh bung nốt nhà của Việt thì cửa thắng sẽ là rất cao cho Hà Nội. Không chỉ ở trong trận thi đấu này mà là cả một C đấu. Một bài mà Hưng đang quyết lấy tham của Van Lớp, nhưng mà Van Lớp đánh với một trận ép ít dân của Phô và chưa có bánh xe. Đang vắt cung, vâng, vắt cung cũng như là vắt dân là cực tốt cho AC của Tuti. Vâng, tham lai, vâng, AC nở ra cực to. Nhưng chúng ta có thể nhìn thấy là số lượng lạc đà của Fodesian do Việt vắt ra cũng không phải là ít. Một tơn tính bắt quân của hai game thủ bên phía Thái Bình. Có bắt được quân không? Có một chút vàng mà lên giáp 4 thì chém phô không phải là vấn đề. Vâng, có bị bắt không? Có sự vâng vát lớp đằng sau nhưng mà vướng rừng. Ai bắt ai? Vâng, tơn này là một tơn mà Tuti cân đôi rồi. Một tơn mà Tuti cân đôi và có lẽ là tỷ số sẽ là 3-1 trong C đấu này cho Hà Nội.
Tấn công vừa rồi là một tấn công đã cho thể hiện sự bất lực của Thái Bình trong game đấu này, trong trận thi đấu này trước AC của Tuti. Và lớp đã yếu đôi trước chút, nhưng ngược lại thì AC quá chắc nhả, quá khỏe. Và cung đời AC là khác bọt hơn. Ván lớp có một tuần lọt, chém vào lọt. Vâng, thôi. Tham Lai sẽ để ngược sau tuần này khi mà phô mất tham là cực kỳ lớn. Nhà chắc nhà duy nhất bên phía Thái Bình đó chính là Phonesia đánh chém. Nhưng bây giờ thì phô bung nhà thì lấy lực đâu ra, lực đâu ra cho Thái Bình chơi. Vâng, Minoan, xin lỗi quý vị các bạn, Minoan đánh chém. Phô là của Gunny, dâng A, dâng Yết các kiểu. Đánh với bài cung liều tiều, không có dừng. Đây là một, vâng, một tơn dân quá to. Một tơn dân chạy loạn. Ôi cháy. Rất may là khối gỗ của Tuti còn nhiều, nếu không thì không có lực cho anh sóc quân. Tham Lai vẫn chưa để quá nhiều, nhưng thế trận đã là dễ thở hơn khi mà Minoan đã bay nhà. Minoan bay nhà thì thế trận sẽ là dễ thở hơn cho Tuti rất nhiều, cũng như là Van Lớp. Khi mà lực của các game thủ bên phía Thái Bình sẽ quá yếu, thậm chí là không lấy cái gì để chơi lại AC của Tuti cả. Đi đâu? Ôi rồi ôi. Ôi ui. Thôi quýt cho dân nó đỡ khổ thôi. Tôi nghĩ là như vậy, đánh gọi là níu kéo, bởi vì đây là trận trận sinh tử. Đây là trận thi đấu sinh tử cho Thái Bình. Và đây, có lẽ là tân quân này là tân công quyết định đây. Cung đời của Phô thì không lấy cái gì để so với AC cả, trừ khi là đã lên đầu máu và vắt cực trâu. Trên dốc, rồi trên dốc thì so được. Nhưng mà có thể nói là Phô đang có cái thế nhà không thể chơi trong trận thi đấu này. Phô của Hưng Nhột. Có một lời khen cho, vâng. Như vậy tỷ số là 3-1. Có một lời khen cho Gunny, đó là anh vẫn vắt cung là rất đều. Mặc dù thế nhà xấu nhưng Gunny vẫn vắt được cung đều. Như vậy là một lời khen tặng cho Gunny ở trong trận thi đấu này. Và C đấu đã kết thúc với tỷ số là 3-1. Tỷ số về C là 1 đều. Và tỷ số về trận thì là Hà Nội đang nhỉnh hơn một trận. Mày thích cả trò nhiều mày cả hai.